5. Xanh cỏ cây, xanh thảo mộc, đất có thể sản sinh mọi thứ cỏ cây. 6. Trùng tử, nương gỏi, trùng sỏ y ký, trùng là trùng tử hạt giống. Tất cả hạt giống đều được phối trong lòng đất, cho nên đất là nơi ký thác, nương nhờ của mọi trùng tử. 7. Xanh châu báu, xanh trúng bào. Ý nghĩa thứ 7 là gì? Điều này lẽ ra không nên nói vì e rằng nghe xong thì ai nấy đều đổ xô đi tìm châu báu. Ý nghĩa thứ 7 của đất chính là xanh trúng bào. Trong lòng đất có chứa rất nhiều thứ quý báu. 8. Sản xanh thuốc, sản chư dược. Tất cả mọi dược phẩm, mọi thứ thuốc đều do đất sản xanh. 9. Gió thổi không động, phong suy bất động. Gió không bao giờ lay động được đất, dù gió lốc mạnh cách mấy cũng chẳng thể nào thổi đất đi được. Thế động đất thì sao? Động đất không phải do gió thổi. 10. Không sợ sư tử gầm, sư tử hống bất kinh. Đây là ý nghĩa thứ 10 của đất. Sư tử gầm lên một tiếng thì muôn loài đều run sợ, duy có đất là chẳng mảy may kinh động. Trên đây là 10 ý nghĩa của chữ địa trong danh hiệu của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Như vậy, tên của bộ kinh này thuộc loại nhân pháp lập đề, với Địa Tạng Bồ Tát là nhân, người và bổn nguyện là pháp. Chữ bổn này có nghĩa là căn bản, cội gốc, và cũng có nghĩa là bản lai, vốn sẵn. Bản lai và căn bản đều hàm ý dĩ tiền thuở trước. Do đó, bổn nguyện tức là những thệ nguyện mà Bồ Tát Địa Tạng đã lập từ thuở trước, kể từ vô lượng kiếp về trước cho đến nay, đời đời kiếp kiếp, Ngài đều phát nguyện chu toàn hiếu đạo, luôn luôn hiếu thuận với cha mẹ và sẵn sàng xả thân để cứu độ họ. Đây là hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Kinh, chữ kinh này đã được giảng nhiều lần rồi, nhưng trong mỗi pháp hội giảng kinh đều cần phải nhắc lại. Tại sao? Vì người đã nghe giảng rồi thì đương nhiên hiểu rõ, còn những người chưa hề nghe giảng tất không sao hiểu được, cho nên tôi không ngần ngại mà giảng lại lần nữa. Chữ kinh có rất nhiều nghĩa. Kinh có nghĩa là kính, tức là con đường tu hành. Ai ai cũng có thể đi theo con đường này cả. Quý vị muốn thành Phật tất phải đi qua con đường tu hành, cho nên con đường này chính là con đường thành Phật. Vì thế mà nói kinh nghĩa là con đường vậy. Kinh còn có nghĩa là dây mực, thằng mặc. Dây mực là gì? Thuở trước, các thợ mộc của Trung Hoa thường dùng một dụng cụ gọi là dây mực để vẽ các đường thẳng. Đó là một hộp mực, bên trong có để sẵn sợi dây. Mỗi khi cần vẽ đường thẳng, họ kéo sợi dây căng ra, rồi đưa tay búng nhẹ một cái vào sợi dây, thì sẽ có một đường mực đen thẳng băng, ngay ngắn in trên mặt gỗ. Kinh ví như sợi dây mực có thể giúp chúng ta phân biệt tà chánh. Kinh cũng có nghĩa là tràng hoa, kết man, tức là dây hoa hoặc tràng hoa, do dùng dây sâu kết từng đóa hoa lại với nhau mà thành. Tương tự như thế, kinh kết nối các nghĩa lý lại với nhau như một tràng hoa vậy. Ngoài ra, kinh còn bao hàm bốn ý nghĩa là quán, nhiếp, thường và pháp. Một, quán. Quán tức là quán xuyên, xuyên suốt qua. Quán xuyên cái gì? Đó là quán xuyên sở thuyết, nghĩa. Ở trong kinh có các đạo lý và nghĩa lý tuyên thuyết như có một sợi dây sâu xuyên qua, không một chi tiết nào bị thất lạc hoặc bỏ sót. Hai, nhiếp. Nhiếp có nghĩa là thu hút, thâu về, như nam châm hút sắt cũng gọi là nhiếp vậy. Nhiếp ở đây là nhiếp cái gì? Đó là nhiếp trì sở hóa cơ. Phật nói pháp là để hóa độ chúng sanh tùy theo cơ duyên. Những kinh điển ghi chép lời Phật dạy có một sức thu hút đối với các chúng sanh đáng được hóa độ, chẳng khác nào đá nam châm đối với sắt vậy. Chẳng hạn hiện nay tôi giảng kinh, quý vị đến đây nghe giảng, đó cũng là do bị thu hút mà đến. Tại sao quý vị đến nghe giảng kinh? Đó là do tác dụng của lực nhiếp trì. Lực yếu thì thu hút được ít người, lực mạnh thì thu hút được nhiều người hơn. Có những người từ Seattle về tận đây, San Francisco, tham gia pháp hội, và cũng là do tác dụng của lực nhiếp trì vậy. Lực nhiếp trì này tương tự như sức hút của đá nam châm. Đá nam châm hút sát bằng một hấp lực chúng ta không thể thấy được, nhưng vô hình chung nó đã gây tác dụng ảnh hưởng, đó là nhiếp. Phật dùng tâm từ bi đối đãi chúng sanh, còn chúng sanh thì đem lòng cung kính thờ Phật, đó gọi là Phật nhiếp thọ tất cả chúng sanh. 3. Thường. Kinh còn có nghĩa là thường, ngụ ý cổ kim bất biến, xưa nay không đổi. Kinh, một chữ không được bỏ, một từ không được thêm, chẳng thể tăng, chẳng thể giảm.
Do đó gọi là thường, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Quý vị muốn sửa đổi kinh ư? Coi chừng bị đọa địa ngục đấy. Vấn đề ở đây không phải là chuyên chế cường quyền, mà là vì đạo lý của kinh giống như sắt vậy, không thể nào biến đổi. Bốn pháp. Kinh còn có nghĩa là pháp. Thế nào gọi là pháp? Tam thế đồng tuân viết pháp, cả ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai đều tuân hành và y theo giáo pháp này mà tu hành. Đây là một loại hiến pháp có tính cách vĩnh cửu, chứ không phải chỉ tạm thời. Kinh tiếng Phạn là Tudala Sutra, dịch sang Trung văn là khế kinh. Ngày xưa người Trung Hoa thường dùng khế ước trong việc giao dịch. Vào thời ấy, khi mua bán sản nghiệp, người ta không cần phải đến cơ quan chính phủ để làm thủ tục sang tên chuyển nhượng chủ quyền tài sản như hiện nay, mà chỉ cần sự thỏa thuận giữa kẻ mua người bán với nhau là đủ, như mua bán ruộng đất chẳng hạn. Sau khi viết giao ước trên tấm giấy, họ gấp tờ giao ước lại, dùng kéo cắt thành hai mẩu dài ngắn không đều nhau, rồi chia cho đôi bên. Mỗi người giữ một mẩu, người bán nói, thế là xong, từ nay sở đất này thuộc về ông. Người mua xác nhận, vâng, sở đất này bây giờ là của tôi. Thế đến khi cần thì lấy gì làm chứng cứ? Họ chỉ cần lấy hai mẩu giấy so le nọ của bên mua và bên bán giáp lại với nhau. Nếu ăn khớp vừa vặn không xa lệch một mảy may, tức là khế hợp vậy. Thế thì khế kinh nghĩa là gì? Khế kinh là trên hợp giáo lý trừ Phật, dưới hợp căn cơ chúng sanh. Thượng khế chư Phật chi lý, hạ khế chúng sinh chi cơ. Kinh thì tương hợp với giáo lý của chư Phật, mà giáo lý của chư Phật chính là tâm của chư Phật, cho nên cũng là khế hợp với tâm của chư Phật vậy. Ngoài ra, kinh cũng khế hợp với cơ nghi của chúng sanh. Thế nào gọi là cơ nghi của chúng sanh? Hãy lấy tất cả các loại thảo mộc trên mặt đất này làm tỉ dụ cho cơ năng của chúng sanh chúng ta. Khi chảy mưa, vạn vật đều được tưới nhuận và tùy theo nhu cầu mà hấp thụ một lượng nước thích ứng. Cây to thì hút nhiều nước, cây nhỏ thì hút ít nước hơn. Như cỏ thì chỉ cần đủ để xanh tươi, hoa chỉ cần đủ để óng mượt. Mỗi loài đều được thấm nhuận rất bình đẳng. Đó gọi là khế cơ, thích hợp với cơ năng của chúng sanh. Tương tự như thế, kinh ví như nước mưa dưới đều khắp tất cả cỏ cây vạn vật. Vậy khế chúng sanh chi cơ là thế nào? Tức là khéo hợp với căn cơ của chúng sanh. Hễ chúng sanh cần bao nhiêu thì liền được bấy nhiêu. Như bây giờ tôi giảng bộ kinh này, ai nghe cũng được mở mang kiến thức, trí huệ gia tăng. Người thông minh thì được thêm một chút trí huệ, mà kẻ tối dạ cũng được thêm một chút trí huệ. Nói chung tùy theo căn cơ, ai ai cũng được một sự lợi ích tương ứng. Thế còn những người không có thiện căn thì sao? Họ sẽ không đón nhận thứ mưa pháp này, vì thế mà không đạt được sự lợi ích. Cho nên mỗi người đạt được sự lợi ích tùy theo khả năng thích ứng của cá nhân mình. Đó gọi là khế chúng sanh chi cơ. Trên đây chỉ là tóm lược ý nghĩa của chữ kinh, nếu giảng rộng ra thì còn rất nhiều. Địa Tạng Vương Bồ Tát đời đời kiếp kiếp đều rất hiếu thảo với cha mẹ, cho nên trong Phật giáo, kinh Địa Tạng được xem là một bộ kinh về đạo hiếu. Hiếu là gốc của con người. Con người nếu không hiếu thảo với cha mẹ, tức là chọn một đời chưa làm tròn được trách nhiệm của kẻ làm người. Vì sao? Cha mẹ sinh ra ta, nuôi nấng ta. Nếu ta được khôn lớn mà không biết báo đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục, tức là ta chưa chu toàn nghĩa vụ làm người vậy. Đức Khổng Tử luôn đề xướng hiếu đạo, do vậy trong kinh hiếu có đoạn: Trọng ni ở hạnh đàn có tăng tử theo hầu. Khổng Tử nói, này tăng sâm, các đấng tiên vương nhờ có trí đức và hiếu đạo mà thiên hạ thuận hòa, dân chúng yên vui, trên dưới không oán ghét nhau. Ông có biết thế chăng? Tăng tử đứng dậy thưa, sâm này không thông minh làm sao biết được. Khổng Tử nói, hiếu là gốc của đức, cũng là chỗ sanh ra giáo. Ông hãy ngồi xuống, ta sẽ nói cho ông nghe. Thân thể tóc da là cho mẹ ban cho, nên chẳng dám hủy hoại, ấy là khởi đầu của đạo hiếu. Lập thân hành đạo, lưu danh cho hậu thế, hiển vinh cho cha mẹ, đó là làm tròn đạo hiếu. Hiếu bắt đầu ở việc phụng dưỡng cha mẹ, phụng sự quốc trưởng và sau cùng là lập thân vậy. Đây là một mẩu đối thoại giữa Đức Khổng Phu Tử và học trò là Tăng Tử, luận về đạo hiếu. Khổng Tử lúc bấy giờ đương ở hạnh đàn và Tăng Tử cũng ở đó để hầu hạ Khổng Tử. Tăng Tử là học trò của Khổng Tử, học trò thì phải hầu hạ thầy, bởi Khổng Tử đã từng giảng rằng chúng ta không chỉ hiếu thảo với cha mẹ mà còn phải hiếu thảo với các bậc sư trưởng nữa.
Cho nên Khổng Tử cần làm việc gì thì Tăng Tử đều đỡ đần hoặc làm thay như cho thầy. Nhưng muốn uống trà thì Tăng Tử liền rót trà bưng tới. Tiên Vương tức là cổ thánh Tiên Vương, những bậc vua hiển nhân đức độ thời xưa của Trung Hoa, chí đức có nghĩa là đức hạnh lớn nhất, đã lên đến cực điểm. Yếu đạo tức là đạo lý quan trọng thiết yếu nhất. Như vậy Đức Khổng Tử muốn hỏi ông Tăng Tử, Tăng Sâm rằng các vị vua thuộc hàng thánh nhân ngày xưa đều có đức hạnh cực lớn, lại hiểu được đạo lý quan trọng nhất. Bá tánh nhờ áp dụng đạo lý đó mà trên thuận dưới hòa, không còn tranh chấp. Nhưng chẳng rõ ông Tăng Tử đã biết đạo lý đó chưa? Khi ấy ông Tăng Tử liền đứng dậy và thưa với Khổng Tử rằng: Tăng Sâm không được thông minh, con là một kẻ ngu muội kém cỏi thì làm sao biết được, con thực không biết điều đó. Khổng Tử lại nói rằng: thân thể tóc da này của chúng ta là cha mẹ ban cho, đều nhờ cha mẹ mà có được. Vì thế chúng ta không nên tùy tiện hủy hoại, và đó chính là bước khởi đầu của đạo hiếu. Có một số người Mỹ hiểu lầm về đạo hiếu. Hiểu lầm như thế nào? Họ nói là ở Trung Hoa có ông Khổng Phu Tử dạy học trò rằng thân thể tóc da là cha mẹ ban cho nên chẳng dám hủy hoại, ấy là khởi đầu của đạo hiếu. Rồi từ đó xuất hiện những kẻ hippie tóc không cắt, mặt không rửa, râu không cạo. Họ ngụy biện rằng rửa mặt là làm hại da rẻ, cạo râu cắt tóc là làm tổn thương râu tóc, và như thế là bất hiếu. Đây là một tư tưởng vô cùng sai lầm, một sự ngộ nhận hết sức tai hại. Chẳng dám hủy hoại không có nghĩa là chúng ta đừng cắt tóc để khỏi tổn thương thân thể, hoặc đừng tắm rửa để khỏi tổn hại đến da, mà ý nói là chớ nên hủy hoại thân thể của mình một cách phi lý. Cắt tóc chẳng qua là một tập tục của thời đại, mọi người cũng nên tùy theo thời đại mà cắt tóc đàng hoàng. Hiện nay có một số người hippie muốn thay đổi thời đại, đi hút thuốc phiện ma túy và nói rằng những thứ ấy đều không làm tổn thương thân thể. Những độc phẩm này giết chết không biết bao nhiêu tế bào trong cơ thể, làm cho con người trở thành suy nhược, sức khỏe bị sút giảm. Đó đúng là hủy hoại thân thể, song họ không chịu nhìn nhận, lại khăng khăng nói là mình hiếu thảo. Họ chẳng đoái hoài tới cha mẹ, xem như cha mẹ mình đang ở tận trên 9 tầng mây hoặc xa tít cả 10 vạn 8 ngàn dặm. Thậm chí nếu có hỏi họ cha bạn là ai, mẹ bạn họ gì, thì họ đều ngẩn người chẳng nhớ ra được, mặc dù miệng lúc nào cũng huênh hoang là mình đang thực hành đạo hiếu của người Trung Hoa. Như thế là hoàn toàn sai lầm, cần phải sửa đổi chiều hướng suy nghĩ cho đúng đắn.